trong Covid, dập tắt mối hiểm nguy đang ngày đêm rình rập. Quan tâm nâng cao kiểm soát không cho Covid bùng phát, hạn chế đám đông, rửa tay khử trùng, luôn dùng khẩu trang. Dập dịch bệnh phải như trong giặc, đại dịch này còn đang đối mặt. Phải bền gan, đừng chủ quan, nhưng chớ hoang mang. Chiến sĩ áo trắng tiền phong đi đâu, quân dân ta cùng quyết tâm cao, vững tin lên nào. Trong cơn gian nguy dù phải cách ly, ta xa nhau để chống Covid, quyết tâm kiên trì. Toàn dân chiến thắng đại dịch, quê hương đang mong. Cùng quyết tâm chống Covid, dập tắt mối hiểm nguy đang ngày đêm rình rập. Quan tâm nâng cao kiểm soát không cho Covid bùng phát, hạn chế đám đông, rửa tay khử trùng, luôn dùng khẩu trang. Dập dịch bệnh phải như trong giặc, đại dịch này còn đang đối mặt. Phải bền gan, đừng chủ quan, nhưng chớ hoang mang. Chiến sĩ áo trắng tiền phong đi đâu, quân dân ta cùng quyết tâm cao, vững tin lên nào. Trong cơn gian nguy dù phải cách ly, ta xa nhau để chống Covid, quyết tâm kiên trì. Toàn dân chiến thắng đại dịch, quê hương đang mong. Thực hiện 5K, cách xa 2 mét, khai báo kịp thời, cách ly truy vết. Cùng quyết tâm trong Covid, dập tắt mối hiểm nguy đang ngày đêm rình rập. Quan tâm nâng cao kiểm soát không cho Covid bùng phát, hạn chế đám đông, rửa tay khử trùng, luôn dùng khẩu trang. Dập dịch bệnh phải như trong giặc, đại dịch này còn đang đối mặt. Phải bền gan, đừng chủ quan, nhưng chớ hoang mang. Chiến sĩ áo trắng tiền phong đi đâu, quân dân ta cùng quyết tâm cao, vững tin lên nào. Trong cơn gian nguy dù phải cách ly, ta xa nhau để chống Covid, quyết tâm kiên trì. Toàn dân chiến thắng đại dịch, quê hương đang mong. Chiến sĩ áo trắng tiền phong đi đâu, quân dân ta cùng quyết tâm cao, vững tin lên nào. Trong cơn gian nguy dù phải cách ly, ta xa nhau để chống Covid, quyết tâm kiên trì. Toàn dân chiến thắng đại dịch, quê hương đang mong.